Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, danh sách các địa phương ra thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi đến các địa phương có dịch ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp vận tải đang trong tình cảnh tiếp tục hoạt động không nổi mà đóng cửa cũng không xong khi lượng hành khách giảm đến 90% và đối mặt với nguy cơ phá sản. Ghi nhận của VTC tại Thái Bình. Anh Nguyễn Văn Quân, quê huyện Tiền Hải, lên thành phố Thái Bình lái xe thuê. Cuộc sống của những người lái xe như anh đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Kể từ đầu năm 2021, trải qua hai đợt dịch bệnh COVID-19, số ngày nghỉ nhiều hơn đi làm. Với đặc thù công việc, tiền lương hàng tháng phụ thuộc vào số chuyến xe, mặc dù đã được công ty hỗ trợ, nhưng cũng chỉ đủ tiền thuê nhà và chi phí cuộc sống ở mức tối thiểu cho một người độc thân. Vấn đề lương lậu nó cũng đang giảm sút, cái tiền nhà nó cũng ảnh hưởng. Và vấn đề ăn uống thì trong cái thời gian đầu thì công ty cũng có hỗ trợ chúng em là 20 cân gạo. Những tháng tiếp theo thì thực tế là thì cũng chưa biết, nhưng mà cái kéo dài như thế này thì cái vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của em thì nó cũng rất là nặng nề. Nên thu nhập ngày trước của em thì có thể là mình có thể tích lũy hoặc là để lại một phần nào đấy để tích lũy, nhưng mà đến thời điểm này COVID thì nói chung là chỉ đủ để chi tiêu trang trải trong cuộc sống đấy, ăn uống sinh hoạt các thứ là vừa đủ luôn. May mắn hơn những đồng nghiệp không phải thuê nhà, nhưng cuộc sống sinh hoạt của gia đình cũng bị xáo trộn. Đối với những người làm thuê trong lĩnh vực vận tải, từ lái phụ xe cho đến nhân viên văn phòng đều bị tác động tiêu cực do công ty làm ăn thua lỗ. Những cái kế hoạch hè như là cho con cái và gia đình đi nghỉ mát hoặc là sắm những vật dụng cho gia đình thì hầu như là đến cái thời điểm này là phải ngừng lại hết, bởi vì là cái thu nhập nó chỉ đảm bảo cuộc sống hàng ngày thôi. Là công ty chuyên về vận tải, du lịch lữ hành, doanh thu chủ yếu trong năm dựa vào lễ hội đầu năm và du lịch mùa hè. Từ đầu năm, với hai đợt dịch bùng phát và kéo dài, doanh nghiệp của anh Trường đã phải cho toàn bộ lái xe nghỉ việc, chỉ duy trì một số ít nhân viên văn phòng. Từ năm ngoái đến nay thì chúng tôi còn có thể có những cái chính sách hỗ trợ cho anh em lái xe. Là ví dụ không có công việc làm thì có cái mức lương tối thiểu. Nhưng mà từ cấp cái đợt 4 này ấy lại chắc chắn là doanh nghiệp không còn cái nguồn để mà hỗ trợ nữa. Năm 2020 là năm đầu tiên mà công ty Hoàng Hà báo lỗ. Thế và dự kiến trong năm 2021 cũng sẽ phải báo lỗ chứ không chưa thể bù lỗ được. Với các doanh nghiệp vận tải còn hoạt động cầm chừng, hầu hết các chuyến xe đều phải bù lỗ, không đủ chi phí xăng dầu, cầu đường, chưa tính đến những khoản chi phí về mặt bằng, trả lương cho nhân viên. Thời điểm này, các doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng kiệt quệ, khó khăn hơn cả là những khoản tài chính vay ngân hàng để đầu tư phương tiện. Thu không đủ chi, cộng với những khoản vay phải trả hàng tháng, nhiều doanh nghiệp đã bên bờ vực phá sản. Vừa để làm sao cho lái xe có thể có công việc thì qua cái thay đổi trong kế hoạch lịch nghỉ luân phiên, một lái xe bình thường là hoạt động một tuần trên 7 ngày thì bây giờ trong một tuần một lái xe chỉ hoạt động được từ 1 đến 2 ngày. Thế nên là lượng lái xe giảm từ ví dụ 300 lái xe thì có chỉ còn thể lại là trong một tuần hoạt động chỉ còn lại khoảng 100 lái xe. Cắt giảm nhân sự, giảm tiền lương cho nhân viên đang là những giải pháp tình huống ngắn hạn để các doanh nghiệp vận tải cố gắng duy trì hoạt động. Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài, hàng loạt doanh nghiệp vận tải có thể phá sản.